Hello mọi người đã đến với kênh admin review của mình. Kết thúc tập trước, khi Sở Hành Vân nói ra kế hoạch của mình là muốn mạnh mẽ thu thập tài nguyên để cô động kiếm đô, thì Liễu Mộng Yên liền đi tập hợp cuộc họp gia tộc để từ đó mạnh mẽ nắm quyền trưởng khống 18 Cổ Thành. Lúc này, đang đứng tại một tòa đình viện, bỗng nhiên bên tai Sở Hành Vân vang lên giọng nói Cứ đoạt tài nguyên để cô động kiếm đô, từ đó rút ngắn thực lực hai bên, nhưng mà ta sợ thời gian của ngươi không đủ để làm việc này. Lời nói vừa dứt thì bóng người Vũ Tinh Huyết đi vào. Như đã nghĩ đến vấn đề mà Vũ Tinh Huyết nói, nên Sở Hành Vân bình tĩnh đáp. Người nói không sai, khi thú triều kết thúc, thì thời gian vẫn chưa đủ để thu thập hết tài nguyên. Mà đến khi đó thần tiêu điện cùng Đại La Kim Môn nhất định sẽ tấn công vạn kiếm cắt. Cách duy nhất để chống lại hai tông môn này chính là cô động kiếm đô, nên phải dùng hết mọi biện pháp để kéo dài thời gian chiến đấu, mà một trong những biện pháp đó là tỉnh thiên quân. Nghe thấy sở hành vân muốn để tỉnh thiên quân trực tiếp đối đầu với hai tông môn, khiến vũ tĩnh huyết vô cùng tức giận hắn không nói thêm lời nào xoay người lại định bước ra khỏi đình viện thấy hành động đó của vũ tĩnh huyết sở hành vân gọi hắn lại nhưng hắn lại không thèm để ý đến mà vẫn tiếp tục bước ra mắt thấy vũ tĩnh huyết sắp rời khỏi đình viện sở hành vân liền ném một quyển sách về phía hắn vung tay lên bắt rồi vũ tĩnh huyết liền mở ra thì trên đó chính là bản đồ của nhãn tường quang trên tấm bản đồ này có một số điểm đánh dấu màu đỏ kèm theo một số ghi chú khi vừa nhìn thấy tấm bản đồ khiến vũ tinh huyết trở nên ngưng trọng hẳn hắn tinh tế đánh giá một phen đúng lúc này thì sở hành vân lên tiếng nói hai đại tông môn muốn tiến đánh vạn kiếm cát nhất định phải đi qua nhạn tường quan này mà muốn đi qua đây chỉ có một con đường duy nhất đó chính là thông đạo ở trong núi mà thông đạo này dễ thu khó công không phù hợp với đại chiến quy mô lớn nhưng mà để tỉnh thiên quân tham chiến thì rất phù hợp với một đội quân vừa công vừa thủ như vậy thì hai tông môn chưa chắc đã đối phó được nói xong một hồi sở hành vân liền hướng vũ tĩnh huyết hỏi ngươi có hứng thú tham gia trận chiến này hay không? Nghe được câu hỏi của sở hành vân, vũ tĩnh huyết trầm mặt một hồi lâu sau đó hắn nói. Ta chinh chiến nhiều năm, nhưng trận chiến có ý tứ như này, ta nhận. Dứt lời, vũ tĩnh huyết thu lại quyển sách, rồi hướng bên ngoài tòa đình viện đi ra. Vũ tĩnh huyết vừa đi, thì bên tai sở hành vân lại vang lên giọng nói. Dựa vào địa thế để đối phó với hai đại tôn môn, sợ rằng chỉ có tiểu tử ngươi mới có thể nghĩ ra. Giọng nói vừa dứt thì có hai bóng người xuất hiện trước mặt sở hành vân hai người này chính là lận thiên trùng và mặt vọng công hai người vừa đến liền nói với sở hành vân rằng mình cũng muốn tham gia trận chiến tại nhãn tường quan lận thiên trùng tham gia là muốn lĩnh giáo qua đao pháp bá đạo của đại la kim môn và của chung của thần tiêu điện còn về mặt vọng công hắn tham gia là vì chấp niệm ngày xưa thiên công tông dịch môn nguyên nhân là do trong tông không ai giải mưu lược lần này mặt vọng công muốn mượn trận chiến này để thực hành binh pháp mà mình đã học trong mấy trăm năm qua được hai người tài giỏi nguyện ý tham gia sở hành vân vui mừng không ngớt hắn liền đồng ý ngay. Được sở hành vân đồng ý, hai người mặc vọng công và lận thiên trùng cũng liền rời khỏi đình viện. Hôm sau, thú triều đã có dấu hiện rút đi, chỉ qua thêm một thời gian nữa thì thú triều sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, sở hành vân không có trở về đình viện tu luyện, mà đang đi dạo trên đường. Bỗng nhiên lúc này, hắn lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước. Trong khi hắn đang tu luyện bỗng có một âm thanh vang lên trong đầu hắn, gọi hắn là phu quân, mà âm thanh này đến từ một nữ tử còn đang thanh xuân hơn nữa tu vi của người này cũng là âm dương cánh. Sau vài ngày suy nghĩ, sở hành vân cũng không đoán ra được nữ tử này là ai, vì ngoài lưu hương ra thì hắn chưa từng thổ lộ tình cảm với bất kỳ ai. Đang lúc sở hành vân lâm vào trong suy nghĩ, thì trên đường có một tên thanh niên ăn mặc phú quý đang phóng ngựa chạy tới. Trong tay hắn cầm một cây roi, không ngừng vung lên vụt những người cản đường hắn. Khi thấy sở hành vân đang đứng suy tư ở giữa đường thì tên này gầm lên quát, mau tránh ra cho ta. Dứt lời, hắn vung cây roi trong tay lên đánh về phía sở hành vân cây roi đánh tới gần sở hành vân thì trên người hắn bộ phát ra một luồng sức mạnh vô hình giữ cây roi đứng im trên không trung đồng thời trấn cho tên nam tử kia ngã nhào trên đất tên nam tử kia chật vật đứng dậy liền lao ngay đến sở hành vân công kích thấy thế sở hành vân nhíu mày ánh mắt hắn nhìn về phía tên nam tử kia trong nháy mắt đôi mắt sở hành vân bùng phát ra một vệ sáng đem tên thanh niên kia giữ nguyên tại chỗ mặc dù bị sở hành vân áp chế cho không thể động đậy nhưng tên này vẫn không có chút khoảng sợ nào hắn liền hướng sở hành vân nói ngươi có biết ta là ai không mà dám ra tay với ta nhưng khi nghe thấy sở hành vân nói không biết thì tên này lại cười to lên nói ta là đoạn phong cha mẹ ta đều là người đứng đầu trong hai đại gia tộc đồng thời cũng là thành chủ ở đây hiện tại ngươi biết ta là ai rồi chứ nhưng bây giờ ngươi biết thì đã muộn rồi vừa nãy ngươi đã phạm phải sai lầm nên hiện tại ta tuyên ngươi tử hình đúng lúc này phía xa lại vang lên mấy tiếng xé gió lao tới một lúc sau có một tên tu vi thiên linh cảnh xuất hiện ở chỗ sở hành vân thấy người đến là người trong gia tộc tên đoạn phong này liền bảo hắn lên bắt lấy sở hành vân tốt nhất là bắt sống để cho hắn còn về nhân vật một phen tên nam tử nghe đoạn phong nói thế rất nhanh hắn của hướng sở hành vân ra tay nhưng đúng lúc đối mặt với ánh mắt sở hành vân nhìn sang lại khiến đầu hắn như nổ tung ngay cả linh hải cũng điên cuồng run rẩy không để cho tên nam tử kia hồi phục lại tinh thần thì sở hành vân đã lên tiếng nói cha mẹ hắn đang ở trong thành ta cho ngươi thời gian một nán nhang mau gọi cha mẹ hắn tới gặp ta Tiếng nói sở hành vân vừa dứt, tên nam tử này cũng dần thanh tĩnh. Lúc này hắn cũng đã nhận ra được thân phận của sở hành vân, khiến hắn sợ đến chút nữa ngã lăn ra đất. Không dám nói thêm lời nào, tên nam tử này lập tức chạy ngay vào thành. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo nhé.